Thưa cha, trong giáo xứ chúng con có một số anh chị em và gia đình con nghĩ là đã tin theo nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. Oh wow. Để tôi đọc cho nó hết đã ha. Và họ đã tham gia làm nhân chứng trong kênh YouTube của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. Tuy nhiên các anh chị em ấy vẫn tham gia thánh lễ và các sinh hoạt của giáo xứ, chẳng hạn như ca đoàn. Như vậy giáo xứ, cha xứ nên làm gì để ngăn cản việc sẽ có giáo dân bị lôi kéo, bị cám dỗ, và giáo dân chúng con nên làm gì? Ok, cái câu này rất là hay và tôi muốn giải thích như thế này. Chúng ta đừng lên án khi người ta có thể, người ta cũng là một cái nạn nhân. Có gì đâu, tôi nói cái ngày tôi về San Antonio, tôi bị đau cái răng. Đơn giản thôi, tôi bị đau cái răng. Thì lúc đó cái cầu răng nó bị gãy. Mà tôi đâu có biết cái ông này mới ra trường. Rồi tôi đau quá thì tôi chạy vào đó tôi làm. Thì sau khi làm xong, ông nói với tôi, ông cho tôi free. Nhưng với một điều kiện, ông xin chụp hình của tôi rồi bỏ trong cái poster, trong cái commercial của ông, và nói tôi là một nhân chứng đại khái vậy. Làm là tốt lành. Tôi không chịu. Thật sự đôi khi có những cái tôi hiểu trong cái nhóm trừ quỷ Bảo Lộc này, tôi đã trả lời rồi, anh chị em biết rồi. Và tôi cũng trả lời tại sao tôi hỏi họ là quỷ nữa hả? Tôi nhớ là có một người, nhưng mà lúc mà chị lên chị hỏi thì tôi nói thì cái máy nó tắt rồi, thành ra không biết. Có người hỏi tại sao cha dám nói họ là quỷ, tôi nói trời ơi, tôi gọi họ là... Nên nhớ khi mà tôi gọi cái nhóm này là quỷ đó, thì tôi không có ý muốn nói đây là những người xấu người đâu, tôi không. Tôi chỉ nói dùng kinh thánh để mà nói thôi. Nhóm này là nhóm quỷ. Những cái con người theo này, họ có tốt hay xấu chưa chắc mình biết, bởi vì có thể họ là nạn nhân, cũng giống như những người mà có những cái video trên kênh YouTube này nè. Nhiều khi bên đó nói rằng, ồ hôm trước chị về chị đau lưng, rồi chị thấy không, chị được chữa lành lưng, bây giờ chị lên làm nhân chứng. Thì họ chỉ làm nhân chứng cái việc lành lưng thôi, chứ không phải là họ làm nhân chứng đây là một nhóm của Đức Chúa Trời. Hai cái nó khác nhau. Bởi vì nếu trường hợp họ tuyên xưng rằng đây là được Đức Chúa Cha xuống rồi này kia, thì cái đó nó thuộc về vấn đề đức tin. Nếu trường hợp họ nói, trước hết tôi đau răng, tôi về đây tự nhiên đấy, nó đụng tay cái tôi hết đau răng, thì cái đó có thể là một chuyện bình thường. Mà như tôi nói, ma quỷ cũng làm được. Và cái lý do mà nhiều người hỏi tại sao tôi dám kết luận mà không ai dám nói nhóm này là quỷ, thì tôi nói cái câu này lâu rồi, là bởi vì có thể tại vì tôi đọc kinh thánh nhiều chăng. Chúng ta nhớ nếu mà đọc phúc âm của Marco thì chương 9 hả, hoặc là trong chương 16 của Matthew, sau khi Đức Giêsu mà ngài lên núi để mà biến hình đó hả, mà bây giờ chúng ta đặt cái tên núi đó là Tabor, chứ thật sự chứ có thể là không phải ở đó. Nhưng mà khi Đức Giêsu biến hình, và đó là lần cuối cùng sau khi biến hình, thì ngài đi thẳng về Jerusalem, và ngài đó về đó để chết, chịu chết. Nhưng mà trước đó trong Matthew 16 thì rất là rõ. Trong Matthew 16 thì ngài hỏi người ta gọi con người là ai, tức là gọi cha là ai, thì mấy người nói cha là một tiên tri Elia, hoặc là Jeremiah, hoặc là Gioan Tẩy Giả, hay là một tiên tri nào đó. Rồi ngài hỏi còn các con gọi ta là ai, thì ông Phêrô gọi là lanh chanh á, nhảy ra nói một câu mà bây giờ để đời cho chúng ta, thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu trả lời một câu, Kepha, con là đá. Trên đá này ta xây hội thánh của ta, và cửa hỏa ngục cũng không thắng được. Nhưng mà ta nói cho con biết, đây không phải là xác thịt, đây không phải là cái bình thường mà mặc khải cho con biết cái màu nhiệm này. Bởi vì ta là con của Thiên Chúa hằng sống là một cái bí nhiệm, làm sao mà con biết? Đây chính là cha ta trên trời mặc khải cho con, vì thế con là đá và trên đá này ta xây giáo hội. Ý tôi muốn nói là khi ông Phêrô nói Chúa Giêsu thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, thì Chúa Giêsu nói làm sao con biết được cái này nếu cha ta không ban cho con. Tức là một mầu nhiệm mà bây giờ ông Phêrô biết rồi, thôi xong đi. Rồi sau đó thì ngài biến hình. Ngài biến hình xong thì ông Phêrô cũng là một người lanh chanh nữa, lại thầy ở đây cho tốt quá cho con ở đây cho rồi được ba lều này kia. Rồi sau khi biến hình xong đi xuống núi, đây là lúc ngài đi về Jerusalem lần cuối cùng. Thì đang trên đường về Jerusalem, mới vừa biến hình xong đi xuống, thì đang trên đường về Jerusalem, Chúa Giêsu nói,
Thầy sẽ nói cho các con biết thầy sẽ về đó và sẽ bị nộp trong tay các luật sĩ và biệt phái. Họ sẽ đánh đập, họ sẽ tra tấn thầy, họ sẽ sỉ nhục, rồi sau đó họ sẽ giết chết thầy. Cái ông Phêrô mà mới cách đây 1-2 ngày đó nói Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hàng sống, cái ông Phêrô mà mới ở trên núi mới hôm qua mà nói ở đây tốt lắm, xin ba liều, cũng chính cái ông này bây giờ lanh chanh nhảy ra xin thầy đừng đi. Chúa Giêsu nói sao? Quỷ rằng sao? Đương nhiên ngài không nói tiếng Việt, ngài nói tiếng Latin, tiếng Do Thái. Satan xéo ra đằng sau. Chúa Giêsu gọi Phêrô là Satan không phải bởi vì ông xấu, nhưng bởi vì ông là phát ngôn viên cho ma quỷ, bởi vì ông là phát ngôn viên cho một cái nhóm đứng ra để cản trở chương trình của Thiên Chúa, cản trở kế hoạch của Thiên Chúa, và vì thế ông bị gắn cái tên là Satan xéo ra đằng sau. Những người này tốt xấu tôi không biết, bản thân họ tôi không biết, điều tôi biết họ đang là phát ngôn viên cho một cái nhóm quỷ, và nếu họ đứng trước mặt tôi thì tôi sẽ lặp lại y như vậy: quỷ Satan cút ra khỏi nhà thờ. Cho nên lý do tại sao mà tôi kết luận là vậy là bởi vì chính ông Phêrô cũng bị mang tiếng này, chỉ bởi vì ông là người đứng ra để làm phát ngôn viên cho cái nhóm của những người cản trở đường lối của Thiên Chúa. Nếu có những người trong chúng ta đây mà đã lỡ đứng lên làm nhân chứng, thì tôi đề nghị mình có quyền, nếu trường hợp được, kêu những người đó lấy những cái video đó xuống. Lý do tại sao? Là bởi vì việc mình làm nhân chứng, có thể mình không phải là những người cộng tác để tuyên bố đây là nhóm quỷ hay là nhóm trừ quỷ hay là nhóm nhà Chúa Cha, mình không có cái ý đó. Tôi cứ cho rằng đây là những người hết sức thành thật, chẳng qua là họ về đau lưng rồi cái đụng tay vô đã lành thôi, mà đâu có biết ma quỷ nó cũng chữa được vậy. Thì họ chỉ làm nhân chứng là nhân chứng cái lành đau lưng thôi. Còn cái người lợi dụng cái video đó để họ dùng, để họ cổ động và cho rằng đây chính là nhà của Chúa Cha, thì cả đó hai cái khác nhau. Cho nên tôi không có hiểu, tôi chỉ muốn nói như thế này: nếu trường hợp những người này đã lỡ làm những cái đó, chúng ta có thể yêu cầu họ lấy xuống. Và cái lý do mình yêu cầu là bởi vì việc mà anh chị em dùng những cái nhân chứng tôi đã nói để anh chị em quảng bá cho cái đức tin của anh chị em là điều hoàn toàn đi ngược lại với những gì tôi muốn. Nếu trường hợp anh chị em là một tổ chức bác ái, anh chị em nói là ok, tôi dùng cái này để làm chứng là chúng tôi có giúp được người chữa lành bệnh thì được. Nhưng nếu ngay cả một tổ chức bác ái, tôi không nói tới quỷ ma, ngay cả một tổ chức bác ái mà anh chị em dùng cái nhân chứng của tôi rồi kết luận đây là những người đã được lành bệnh, và vì thế nếu ai muốn thì xin đóng góp tiền, là tôi cũng không đồng ý. Bởi vì như vậy là anh chị em dùng lợi dụng cái của tôi để xin tiền, cái đó cũng không đúng luôn. Cho nên để trả lời, tôi chỉ nghĩ rằng những người mà đã lỡ rồi thì chúng ta nếu được xin rút lại. Và cái thứ hai tôi nói với anh chị em, nếu chúng ta có niềm tin thì tôi cũng không biết tại sao, tôi nhiều khi tôi nghĩ tôi không biết tại sao mà vẫn còn có người họ tin rằng đây là một nhóm của Chúa Cha, thì tôi chịu thua. Vậy thì Chúa Con của mình ở đâu? Chúa Giêsu, vai trò của Ngài. Ngày xưa đó mình đi theo Chúa Giêsu bởi vì Ngài nói với chúng ta không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa Giêsu. Rồi Chúa Giêsu cũng nói là không có ta các con không làm gì được, ở trong phúc âm của Gioan đó hả? Thầy là cành, Thầy là thân, các con là cành. Thánh Phaolô khẳng định chỉ có một mình Đức Giêsu Kitô là đứng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Ý tôi muốn nói ngày xưa đến nay đó là mình biết rằng không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Chúa Giêsu Kitô. Mà ngày nay thấy có cái nhóm nào đó nó đi thẳng lên với Chúa Cha thì tôi không biết Chúa Giêsu giờ còn việc mà làm không nữa. Tôi chịu thua, nhiều khi tôi nói ra tôi nhức đầu. Vậy mà cũng có người tin được thì tôi chịu thua. Cho nên thôi, mấy người này nếu đã lỡ được, chúng ta có thể xin rút lại. Bởi vì nói cho họ biết, anh chị em lợi dụng những cái video về nhân chứng của chúng tôi để làm một việc nó không đúng. Nếu trường hợp chị nói lành bệnh không thì cái đó khác. Nhưng nếu đưa vào ở trong cái vấn đề nhà Chúa Cha, rồi đây là Chúa Cha, tiếng nói Chúa Cha, tôi thấy cái đó nó vi phạm về vấn đề đức tin.
Thưa cha, là người tín hữu, chúng con có phải nghe theo tất cả những lời của Đức cha Francisco không? Với nhận xét của cá nhân, càng theo dõi càng ngày con lại sợ tư tưởng của Ngài. Các Đức cha có tư tưởng bảo thủ, bảo vệ truyền thống của giáo hội thường bị cho về hưu sớm như Đức cha giáo phận Tyler hay Đức tổng cựu thư ký riêng của Đức Benedicto thứ 16. Còn những vị có tư tưởng cởi mở về đồng tính phá thai thì được tấn phong Hồng Y. Điển hình là Hồng Y Chicago, Washington DC, San Diego. Điển hình là Hồng Y Bộ trưởng Đức tin hiện nay viết tuyên ngôn Fiducia Supplicans. Cái câu hỏi là chúng ta có phải nghe tất cả những lời của Đức Francisco? Dạ thưa không. Và tôi nói như thế này về phương diện giáo hội nè. Tôi nói về phương diện giáo hội trước, về phương diện giáo hội học đó. Trong cái môn giáo hội học thì giáo hội quy định rằng mỗi một giáo phận, cái này thì chắc các sơ đó, nếu mà cái gì không hiểu thì sau này cứ hỏi các sơ biết hết mọi sự nha. Cứ trong mỗi một địa phận thì có một giám mục thôi. Và trong giáo hội công giáo của chúng ta quy định giám mục là thầy dạy đức tin và luân lý. Giám mục là thầy dạy đức tin và luân lý có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong mỗi một giáo phận, chúng ta chỉ có một thầy dạy thôi. Cho nên khi chúng ta dùng từ, chẳng hạn như tôi là người đi dạy, là chúng ta nói với tư cách gọi là, tiếng Mỹ nó gọi là conversational language, tức là những cái ngôn ngữ mình đối thoại bình thường. Còn nếu chúng ta muốn dùng từ ngữ mang tính thần học, thì trong mỗi một giáo phận chỉ có một thầy dạy thôi, đó là Đức Giám mục giáo phận. Người là thầy dạy duy nhất. Nếu trong giáo phận đó có các giám mục phụ tá thì sao? Thưa, giám mục phụ tá không có quyền dạy. Chỉ có giám mục gọi là ordinary, tức là giám mục của giám mục chính tòa mới là người có quyền. Và như vậy thì tất cả những giám mục phụ tá hay là giám mục về hưu ở trong địa phận, các ngài cũng phải tuân theo lời giảng dạy của giám mục địa phận. Nói như vậy để chúng ta đi đến kết luận về Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng, Ngài là giám mục Roma, chứ Ngài không phải là giám mục của Fort Worth, Ngài cũng không phải là giám mục của Dallas. Vì thế, không phải Đức Giáo Hoàng muốn dạy cái gì cũng được đâu, không. Ngài muốn dạy cái gì ở trong cái giáo phận Fort Worth này, tôi nói ra thì anh chị em sẽ thấy rất là ngạc nhiên. Tôi nói về thần học và tôi nói về giáo hội học. Đức Giáo Hoàng muốn dạy cái gì ở trong giáo phận này, Ngài phải xin phép Đức Giám mục ở đây. Ngài không có quyền. Lý do, bởi vì Đức Giáo Hoàng, nếu nói về giáo hội học, Ngài là giám mục của giáo phận Roma. Ngài dạy bên Roma thôi. Còn các địa phận, mỗi một địa phận có một giám mục. Tuy nhiên, bên cạnh chức năng là giám mục của giáo phận Roma, thì trong giáo hội công giáo của chúng ta, Đức Giáo Hoàng có một cái chức năng mà các giám mục khác không có. Đó là, trong tiếng Mỹ nó dùng cái chữ là Universal Pastor. Ngài là vị chủ chăn cho toàn thể thế giới. Chủ chăn cho toàn thể thế giới có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đức Giáo Hoàng có bổn phận phải cắt đặt các giám mục trên toàn thế giới. Chỗ nào thiếu giám mục thì Ngài cắt đặt, chỗ nào thừa thì Ngài chuyển. Đó là trách nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Mà tất cả các giám mục khác không ai có ngoại trừ một mình Đức Giáo Hoàng. Vì thế, khi chúng ta áp dụng vào ở trong luật về giảng dạy trước, Ngài có thể về Dallas để dạy không? Thưa không. Ngài muốn dạy, Ngài phải xin phép. Nhưng Ngài có một cái quyền mà các giám mục khác không có. Đó là quyền cắt đặt các giám mục. Vì thế tôi nói ví dụ thôi. Ví dụ bây giờ, Đức Giám mục của giáo phận Fort Worth, Ngài dạy chúng ta là từ đây mỗi lần mà đi lên rước lễ thì chúng ta vừa tôi gọi là bịa ra cho nó vui thôi nha. Từ đây mà vừa đi lên rước lễ thì chúng ta vừa phải nhảy tango, vừa đi lên rồi nhảy slow gì đó, vừa lên rước lễ, ví dụ vậy. Đức Giáo Hoàng có thể nhảy vào để nói cái này không được không? Không, Ngài không được làm. Ngài muốn dạy thì Ngài phải nói với Đức Giám mục, tôi yêu cầu Đức Cha đổi lại. Mỗi một lần lên rước lễ thì phải kính cẩn, thì phải nghiêm trang. Nhưng mà Đức Giám mục ở đây Ngài không muốn. Ngài nói không, tôi yêu cầu mỗi đứa lên rước lễ là phải nhảy, dancing như vậy cho nó vui. Thì Đức Giáo Hoàng có cái quyền gì? Đây mới là cái quyền của Đức Giáo Hoàng này.
Như tôi nói, Đức Giáo Hoàng không có quyền nhảy vào đây giảng dạy. Nhưng mà Ngài có một cái quyền là Ngài lo ban bố sắp đặt tất cả các gia mục trên thế giới. Cho nên khi Ngài nói với Đức Giám Mục ở đây, tôi yêu cầu cha phải thay đổi, thì Đức cha này nói thôi không thay đổi. Thì câu kế tiếp của Đức Giáo Hoàng là Ngài nói, trong 24 tiếng đồng hồ tôi yêu cầu Đức cha ra khỏi nhà. Và đó là cái quyền của Ngài. Vì thế nói về vấn đề giảng dạy, khi những giám mục nào mà làm không đúng ý của Ngài, khi những giám mục nào mà làm mà Ngài thấy rằng nó không hợp với bất cứ cái gì đó hả, không hợp với giáo hội bất cứ cái gì, thì Đức Giáo Hoàng, vì Ngài không có quyền dạy ở đây, cho nên Ngài mới đưa vị giám mục đó đi, rồi đưa cha ân vô làm giám mục ở đây dạy. Hả? Hiểu không? Là bởi vì Ngài biết cha ân dạy theo cái ý của Ngài. Ý của tôi muốn nói là Ngài có thể thay các giám mục để người đó làm theo ý của Ngài. Vì thế để có câu trả lời là, như vậy thì chúng ta có phải nghe tất cả những gì của Đức Giáo Hoàng không? Thưa không. Muốn nghe chúng ta nghe giám mục địa phương. Rồi khi mà giám mục địa phương, thường thường các giám mục địa phương và Đức Giáo Hoàng đôi khi có những cái mà chúng ta gọi là xung khắc, thì chúng ta nghe ai? Thưa, chúng ta nghe giám mục địa phương. Mà nếu trường hợp sự xung khắc này nó lên tới quá cao, tới độ mà chúng ta không chịu nổi nữa thì sao? Thì chúng ta viết thư lên Đức Giáo Hoàng, thì có thể Đức Giáo Hoàng sẽ đổi Đức Giám Mục này, đưa Đức Giám Mục khác tới. Ví dụ vậy. Tôi đang nói tới những trường hợp mà có những giám mục người ta dạy nó rất là sai. Tôi nói ví dụ vậy ha. Trong trường hợp Đức Giáo Hoàng Francisco thì sao? Cũng vậy, trừ khi Đức Giáo Hoàng công bố những cái mà chúng ta gọi là tín điều, thì bắt buộc mọi người phải tin. Bắt buộc đây là khi Ngài lên ở trên, và nó có những cái điều kiện để mà công bố tín điều, nó có ba yếu tố. Thứ nhất, Ngài phải công khai nói cho mọi người biết, ex cathedra, trên cái tòa này tôi đại diện cho Thánh Phêrô này kia. Cái thứ hai, Ngài phải công bố cho mọi người biết đây, và nói rõ ràng đây là một tín điều bắt buộc phải tin. Và cái thứ ba là bắt buộc Ngài phải console, phải nói chuyện, phải có sự hợp đồng, hợp thông của các giám mục. Cho nên không phải dễ gì để mà công bố một tín điều. Giáo hội của chúng ta, tín điều cuối cùng được công bố là năm 1950. Đó là tín điều Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Vậy thì, trong cái thư mà hỏi tôi đây, vậy thì những điều mà Đức Giáo Hoàng viết ra mà mình cảm thấy nó khó, không tin thì sao? Thì như tôi nói, chúng ta có thể, có những điều chúng ta không bắt buộc, hả? Không bắt buộc, nó không là tín điều chúng ta không bắt buộc. Nhưng chúng ta theo với giám mục địa phương. Và theo như tôi biết, thì cho đến bây giờ những lời giảng dạy cũng như những điều mà trong thư Ngài viết đưa về từng địa phương thì tùy theo địa phương. Ở đây chưa có ai bắt, chẳng hạn như cái Fiducia Supplicans, không ai bắt các linh mục phải chúc lành cho những người đó cả, không ai. Và các linh mục có quyền không chúc lành, đó là cái quyền của họ. Và nếu chúng ta đọc thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ thấy là những giám mục ở châu Phi người ta phản đối một cách ra mặt. Bởi vì người ta không chấp nhận cái document, cái văn kiện này. Vì thế để trả lời thì tôi chỉ nói như thế này. Cách hay nhất để muốn biết những cái gì của giáo hội giảng dạy chúng ta phải tin. Tôi nói đơn giản thôi. Đây là những cái mà anh chị em đọc rồi anh chị em phải nghe theo, phải tin cái đã. Thứ nhất, mở cuốn giáo lý công giáo ra. Cái cuốn giáo lý công giáo của anh chị em có bây giờ đó, có mấy ngàn số đó. Đó là những lời giảng dạy. Bây giờ không phải cái giờ dạy về giáo hội học, nhưng mà tôi nói một chút cho biết thôi. Cái cuốn giáo lý đó là do tất cả các giám mục trên thế giới đứng lại dạy. Các ngài không công bố nó thành tín điều, không, nó không phải thành tín điều. Nhưng bởi vì toàn thể các giám mục trên thế giới đồng giảng dạy những điều như nhau, cho nên cuối cùng những điều ở trong cuốn giáo lý đó trở thành những điều không sai lầm, infallible, vô ngộ. Và vì thế đó là những điều mà chúng ta phải tin trong cái cuốn giáo lý đó. Cái thứ hai, tất cả những gì mà chúng ta đọc ở trong kinh Tin Kính, anh chị em bắt buộc phải tin. Bất cứ một điều nào nằm trong kinh Tin Kính mà anh chị em không tin thì anh chị em không còn là người công giáo nữa. Chủ nhật này khi đọc nhớ, tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình, tôi tin kính một Đức Giêsu Kitô. Tất cả những cái gì đọc ở trong đó anh chị em phải tin hết. Anh chị em không tin bất cứ một điều gì trong kinh Tin Kính, anh chị em không còn là người công giáo nữa, bởi vì tất cả cái đó là tín điều. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin giờ đại khái, tất cả tin hết. Tôi tin giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo tông truyền vậy. Rồi cái cuối cùng nữa là những cái điều mà giảng dạy
của tín điều mà Đức Giáo Hoàng công bố như tôi nói đó hả, và những cái điều giảng dạy của công đồng nữa hả, tức là công đồng chung chứ không phải là công đồng riêng. Cho nên ở đây tôi chỉ trả lời là không phải tất cả những gì Đức Phanxicô nói mình đều có thể, mình đều nên có tin hết không. Và nên nhớ là những Kitô hữu, anh chị em có quyền gọi là bất đồng ý kiến, nhưng đối với chúng tôi là những nam nữ tu sĩ, chúng tôi là những người làm việc cho giám mục. Nên nhớ, trong mỗi giáo phận chỉ có một giám mục dạy thôi. Cho nên chúng tôi những nam nữ tu sĩ, nhất là các linh mục, là chúng tôi làm việc cho giám mục. Vì thế, chúng tôi có quyền bất đồng với những điều mà giám mục nói không? Thưa có chứ. Nhưng nếu mà các cha, các thầy, các sơ thì tôi sẽ dạy thêm một lớp. Khi bất đồng thì chúng ta làm cái gì? Đó mới là vấn đề. Tôi nói ví dụ, tôi ví dụ thôi. Tôi ví dụ bây giờ Đức giám mục ở đây, Ngài dạy rằng là từ đây mỗi một khi mà đi lên rước mình Thánh Chúa thì tôi nói ví dụ đó, rước mình Thánh Chúa thì bây giờ mình cứ đứng này thôi, đừng để một người đứng nữa, mình cứ lấy người này truyền cho nhau, ngồi tại chỗ mình truyền giống như kiểu mà mình làm dây chuyền á, mình cứ đưa bánh lễ rồi người này truyền người kia đi, đại khái vậy cho nó nhanh, đại khái ví dụ đó là cái luật của Ngài. Nhưng tôi là một linh mục, tôi có quyền bất đồng, tôi có quyền không đồng ý, bởi vì tôi nói rằng làm như vậy nó bất kính. Nhưng khi tôi bất đồng thì tôi phải làm gì? Đó là những điều mà chúng tôi học ở trong trường, và đó là những điều mà tôi dạy cho các thầy các cha. Nó có 4 bước tôi phải làm gì. Chẳng hạn tôi không được ra ngoài vận động, rồi tôi nói ông cha này dạy sai, mẹ hãy nghe tao, tôi không được làm như vậy. Tôi không có được đưa ra một cái lý thuyết rồi nó gọi là parallel, tức là nó song song, Đức cha dạy một đường tôi dạy một đường. Đã như vậy rồi tôi còn nói trời ơi tao có bằng tiến sĩ thần học mà mẹ không nghe tao sao được. Tôi không được làm như vậy. Nhưng khi tôi bất đồng thì tôi có quyền lên gặp Ngài. Nhưng trong ngày Chủ nhật khi tôi đứng đây để đọc lời Chúa và giảng, thì tôi phải giảng cho anh chị em cái gì mà Ngài dạy, mặc dầu tôi không đồng ý. Rồi khi tôi nói chuyện với Ngài thì tôi sẽ nói chuyện cái bất đồng của tôi, bởi vì tôi là người làm việc cho Đức Cha. Tôi nói sơ sơ như vậy để cho anh chị em hiểu, và để trả lời cái câu hỏi là liệu chừng tất cả những gì mà Đức Cha Phanxicô nói mình có phải tin hay không. Thưa không. Nếu mình cảm thấy có những cái mình, tôi nói chẳng hạn như bây giờ về cái vấn đề, bởi vì nó không phải là tín lý, vấn đề mà chúc lành, có nhiều người cảm thấy khó chịu, họ không thích thì thôi, vậy thôi, anh chị em không bắt buộc phải làm, không chỉ bắt buộc phải theo. Thế nào là một việc thiện bác ái mà không bị đánh cắp, mất niềm tin? Con vẫn thường hay giúp đỡ ông homeless ăn xin ở ngã tư đường mỗi ngày con đi qua. Một hôm con đi coi ca nhạc ở casino ở Chowtown, Oklahoma, thì gặp ông ta đang chơi bài ở đó. Khi con đến gọi, ông ta thấy con thì dông đi vào đám đông và biến. Vậy con xin hỏi cha, từ nay con có làm việc thiện nữa không? Nếu tiếp tục thì niềm tin của con bị đánh cắp. Và vì luôn nghĩ như vậy, không biết người hay kẻ gian, vì đồng tiền của chúng ta cũng đi làm đánh đổ mồ hôi xuôi nước mắt. Vậy làm thế nào để biết việc bác ái? Thứ nhất, tôi trả lời, tôi không biết câu trả lời. Là bởi vì như thế này, việc đó nó xảy ra thường xuyên. Tôi chỉ mong đó là khi chúng ta làm việc phúc đức, chúng ta nên dùng sự khôn ngoan của mình. Và đương nhiên đôi khi sự khôn ngoan của mình bị lạm dụng, đương nhiên. Nhưng mà đây là một bài học. Đây là một bài học. Nhưng tôi cũng cảnh báo anh chị em, đừng vì bài học này mà nó biến chúng ta trở thành nạn nhân của một sự sợ sệt. Rồi kể từ đó về sau chúng ta thấy bất cứ ai mình cũng không giúp ngoài đường nữa. Nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy tổn thương, bởi vì chúng ta phát hiện ra là ông này dùng tiền để đi đánh bạc hoặc là để đi uống rượu. Nhưng nếu gặp tôi thì tôi kết luận như thế này. Tôi sẽ không cho ông đó nữa. Nhưng tôi vẫn tiếp tục cho những người mà tôi nghĩ rằng họ xứng đáng để được giúp. Tại sao? Bởi vì tôi nghĩ rằng không ai muốn trở thành một người homeless. Và không ai cũng muốn đi ra đó để ngồi xin mấy đồng để mình đi đánh bạc. Ngay cả trường hợp họ có vô đi đánh bạc đi chăng nữa, đối với tôi thì chẳng qua cũng là một giây phút ông ta có lợi dụng, nhưng mà cũng một giây phút thăng hoa trong vài phút thôi. Chứ còn thật sự cuộc đời của ông tự nó cũng đã khổ rồi. Nếu tôi chỉ chăm chú vào cái vấn đề là ông xin mấy đồng bạc để vô đánh bạc rồi tôi thổi phồng nó lên, thì tôi quên rằng trong 6 tháng ông ngồi ở trên đường, ông vô đánh bạc mới có 3 lần thôi. Tức là cứ 2 tháng ông mới đi được một lần. Mà một lần đó tôi đồng ý nó sai. Nhưng mà chúng ta có hiểu được cái 2 tháng kia nó khổ như thế nào không? Cho nên nếu gặp tôi sẽ không cho ông này nữa, bởi vì rõ ràng ông lợi dụng. Nhưng đối với tôi vẫn tiếp tục cho những người mà tôi nghĩ rằng, tôi không biết mà, tôi nghĩ rằng nếu họ cần,
Tôi chỉ sợ là bởi vì đây trở thành một trường hợp, rồi từ đó về sau tôi sẽ không bao giờ cho nữa. Và tôi chỉ nghĩ là tội nghiệp cho những người thật sự họ cần. Vì thế cho nên tôi cũng không phải Chúa, tôi không biết hết mọi sự, nhưng mà đó là cái cách giải thích của tôi. Rồi, hết chưa? Có một câu thôi, hình như vậy, không còn câu nào nữa. Còn câu nào nữa đâu. À, đây có một câu. Sorry, à, không phải. Hết rồi. Hello. Còn một câu hỏi. Ok, hỏi đi. Dạ. Câu hỏi về vấn đề là khi cha cha giảng vấn đề ảnh hưởng của ma quỷ. Khi cha giảng ảnh hưởng của ma quỷ lên con người, thường thường có hai trường hợp. Đưa vào trong cái máy. Hello. Ok. Có hai trường hợp. Thứ nhất là cái trường hợp về người, mình gọi là trường hợp thông thường, tức là trường hợp cám dỗ. Còn năm trường hợp còn lại, nó gọi là trường hợp không thông thường, mà những nhà thần học thường thường có nói tới, giống như Thánh Thomas Aquinas, ngài nói giống như trường hợp vexation, tức là tấn công về cái thể lý của người đó trực tiếp, hay là oppression, tức là tấn công từ áp lực từ bên ngoài, giống như là sức khỏe, khả năng tài chính, hay là cái sự mối quan hệ giữa gia đình với bạn bè. Và thứ ba nữa là obsession, tức là tấn công vào cái đầu não, khi người ta luôn luôn có những ý nghĩ đó mà người ta không thể nào kiểm soát được, giống như ý nghĩ tự tử hay là những nghĩ trả thù, nó đi theo cả ngày cả đêm. Và còn hai trường hợp là còn lại, tức là trường hợp mình gọi là possession, tức là bị nhập, hay là trường hợp là conjugation, tức là mình nhận chủ, tức là mình ký hợp đồng với ma quỷ. Như vậy thì chắc con hỏi, ý con hỏi cha là trong những bài giảng mình tập trung về cái vấn đề là thoát khỏi tội lỗi, nhưng mà bởi vì ma quỷ nó ảnh hưởng đến con người, thứ nhất là nó lợi dụng người ta để người ta thỏa mãn cái lòng ham muốn người ta, thứ hai là người ta nó làm cho người ta sợ hãi để người ta phải thần phục nó. Vấn đề sợ hãi là đối với những người đời sống thánh hiến thì nó sẽ chặn đường, là một. Đối với những người họ biết mình làm đường lạc lối, họ quay trở lại, nó sẽ chặn đường, nó đánh. Và thông thường là khi mà gặp những trường hợp như vậy thì khi người ta tìm tới những cái gọi là mục tử, thì hiện tại bây giờ khi mà tất cả những người giáo dân nào mà khi tới nói với một vị linh mục rằng về hai chữ thôi, đi tức là demon, tức là quỷ, hay là nói về xe, tức là exorcism, tức là những người đó sẽ bị reject, dismiss, và người ta sẽ bị quay lưng lại. Thì cái câu hỏi là cái gì, cứ hỏi đi, tại vì hồi nãy giờ anh nói thì tôi cũng chưa có hiểu nhiều, nhưng mà cái câu hỏi là cái gì? Yeah. Ok, ý con hỏi cha như vậy á, nếu mà một vị thường thường á, cái đó trong cái hội đồng giám mục của Hoa Kỳ cho cái đó là cái mục vụ của giáo xứ. Nếu mà vị linh mục không là không giúp những người đó, thì những người đó họ có cơ hội họ sẽ quay lại đi kiếm một thầy bùa thầy ngải nào đó. Như vậy họ sẽ vi phạm điều răn thứ nhất. Đối với cha thì cha cho lời khuyên, nếu một người giáo dân là ở trong trường hợp như vậy thì họ phải làm sao để phù hợp với đường lối Thiên Chúa? Hiểu rồi. Thứ nhất là gần như tôi không đồng ý hoàn toàn với anh về cái ý kiến của ma quỷ và qua thánh Thomas Aquino. Tôi biết là anh trích, mà anh trích không có đúng. Thứ hai là tôi nghĩ rằng anh cho ma quỷ nhiều quyền lực quá. Đối với tôi đó, thì mình đứng về phương diện là một Kitô hữu. Chúng ta đừng có sợ ma quỷ và đừng có cho nó một cái platform để nghĩ rằng nó có thể cản trở mình được. Nó không làm gì được mình đâu. Đừng nghĩ rằng ma quỷ nó có thể cản trở mình được vì trong đời sống này. No. Cái đó là vì mình chiều theo ý nó, chứ không phải là nó làm được. Điều mà tôi muốn căn dặn anh chị em là như thế này. Chúng ta là những người có đức tin, và vì thế ơn Chúa Thánh Thần nó mạnh hơn nhiều. Nhưng tại sao chúng ta sa ngã? Là bởi vì chúng ta chiều theo nó. Cái ý mà tôi muốn nói là tất cả những cái anh nói, tôi nói về thần học nó không có đúng. Là bởi vì tôi muốn nhắc nhủ lại với anh chị em, ma quỷ nó cám dỗ chúng ta, và nó vẫn có những quyền lực để nếu chúng ta chấp nhận chiều theo nó là chúng ta chết. Tôi muốn nói quyền năng của nó rất mạnh, nhưng quyền năng của nó không làm gì được nếu không có sự đồng ý của chúng ta. Đó là điều quan trọng. Vì thế nếu Đức Giêsu Kitô đã sống lại và Ngài đã đánh bại được sự chết, thì không có một cái gì mà Ngài không thắng cả. Tôi muốn nhắn nhủ điều này. Nhiều khi chúng ta thổi phồng, nhiều khi chúng ta cho ma quỷ nó có những cái năng lực mà thật sự nó không có. Rồi nhiều khi chúng ta cảm thấy sợ sệt. Tại sao mình phải sợ?
Nếu thật sự chúng ta là những người có niềm tin và chúng ta có ơn Chúa, có Đức Giêsu Kitô, có Chúa Thánh Thần, thì tôi nói ma quỷ nó không làm gì được. Vậy tại sao chúng ta vẫn sa ngã? Tại sao chúng ta vẫn để cho nó làm những điều mà hại trên người chúng ta? Thưa là bởi vì nó có sự cộng tác của chúng ta. Tôi muốn nhắn nhủ với anh chị em, ma quỷ nó không có quyền hành gì trên anh chị em. Đừng có thổi phồng nó, đừng có cho nó một cái chức năng nó không có. Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô và ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng sở dĩ chúng ta sa đọa và nhiều khi mình lâm vào trong những con đường mà mình biết mình cũng không rút ra được là bởi vì có rất nhiều lý do. Một là ý chí không có người nâng đỡ, có rất nhiều cái. Nhưng mà ý tôi muốn kết luận là như thế này: nếu thật sự chúng ta tin và chúng ta có ý chí và chúng ta cầu xin với Thiên Chúa thì không việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Và phúc âm của trong lời của Thánh Phaolô đã nói rồi, Đức Giêsu Kitô một khi Ngài đã từ cõi chết sống lại và Ngài đã đánh bại sự chết là kẻ thù cuối cùng, thì tất cả những cái đó không đáng cho mình gọi là nói tới. Tôi không làm nhẹ cái ảnh hưởng của ma quỷ. Tôi chỉ muốn chúng ta đừng có thổi phồng cái khả năng của ma quỷ khi nó không có. Bởi vì khả năng của anh chị em, những người đã chịu phép rửa tội và có ơn Chúa Thánh Thần, anh chị em mạnh mẽ lắm. Chẳng qua là bởi vì xem bói thì ra ma mà quét nhà thì ra rác. Bởi vì chúng ta cứ nói hoài rồi nhiều khi mình thổi nó lên thôi. Chứ còn thật sự nên nhớ, cám dỗ tự nó không là tội. Nên nhớ như vậy. Chúa Giêsu cũng chịu cám dỗ. Chỉ có khi chúng ta chiều theo nó thì chúng ta mới có tội mà thôi. Đó, vì thế tôi để trả lời cho anh đó. Tất cả những người mà đến với giáo xứ và phần lớn, tôi nói đa số 99.9%. Nhiều người tới cứ nói con bị quỷ ám rồi kia. Tôi đề nghị các cha đừng, cứ cho họ đi về đi. Cái lý do là như thế này. Tôi không hiểu tại sao giáo dân ngày nay họ cứ thổi phồng ma quỷ lên, cái gì cũng ma quỷ nó mạnh dữ vậy đó hả? Chúa mình để ở đâu mà sao mình cứ dở vậy? Cho nên tôi nói đó, trong giáo hội chúng ta có trừ quỷ, chúng ta có hết. Nhưng mà để kiểm soát và để đưa một cái tình trạng của một người từ đó mà đến bị gọi là quỷ ám, nó hiếm lắm. Cái thứ nhất, cái thứ hai, giáo hội không thể nào cho phép chúng ta đưa đến một người trừ quỷ nếu người đó chưa qua giai đoạn kiểm tra y khoa. Đừng trách các cha nếu các cha không biết luật. Và tất cả những cha nào người ta mới đưa lên mà đem vô trừ quỷ, tôi xin lỗi các cha đó. Nếu được thì xin các cha làm ơn từ đây đừng làm nữa. Bởi vì giáo hội không cho phép chúng ta làm. Bởi vì giáo hội chúng ta không nói là không có. Nhưng để đi qua những cái giai đoạn đó, tôi không có giờ đây để cắt nghĩa nhiều. Trước hết chúng ta phải phân biệt đâu là những cái về tâm thần, về y khoa. Rồi sau khi có những bằng chứng cụ thể, bao nhiêu cái xét nghiệm rồi, lúc đó thì chúng ta mới tới cái giai đoạn và giáo hội, giáo phận họ sẽ take over. Cái vấn đề là nhiều khi nó cứ đi vào rồi nó điên khùng khùng rồi cứ vậy nó cứ nói là quỷ không à. Mà tôi nói thật á, cái gì chơi dao, cái gì chơi lửa thì có thể cháy nhà, mà chơi dao thì có thể trang hòa máu tay. Tôi nói nếu chúng ta cứ xoay quanh với tất cả những cái ma quỷ đó thì cuối cùng ma quỷ nó đến với chúng ta là bởi vì chúng ta mời nó tới trước, cho nên nó nhập vào mình là chuyện bình thường. Đừng cho nó một cái platform để cho nó hoạt động. Đừng có nghĩ rằng nó mạnh mẽ hơn mình, mà phải nghĩ rằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở trong bí tích rửa tội của anh chị em mạnh hơn nó nhiều. Và nếu trường hợp nó tới thì mắng cho nó một tiếng rồi nó bỏ đi chỗ khác à. Còn tại vì mình cứ mời gọi nó ăn rồi, suốt ngày nói chuyện nó rồi, cho nên cuối cùng chính mình là người mời gọi thì làm sao mà mình không là nạn nhân của nó được. Nên tôi chỉ muốn trả lời như vậy thôi. Nó không có một cái sức mạnh gì nếu mình không cộng tác. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em về nghỉ ngơi một đêm bình an.